Này bạn thân hỡi, Chúa cho ta nhiều khi rơi để cùng tranh chiến với muôn điều. Này bạn thân ơi, Chúa cho ta nhiều khi rơi. Qua mấy cái buổi học có tôi có chú ý một sự dạy dỗ của Chúa dành cho tôi, thì tôi muốn chia sẻ lại với các vị mục sư. Mấy lâu nay thì chúng ta thường nói rằng là chúng ta ở trong một cái trận chiến thuộc linh. Chúng ta là những người có sự sống của Chúa thì chúng ta ở trong trận chiến thuộc linh. Mà trong trận chiến này có một điều mà sáng hôm nay chúng ta phải xác định cái đối thủ chúng ta là ai, và đối thủ trong trận chiến đó là ai với ai. Ai với ai là người trong trận chiến, tức là xác định cái phe đó, phe nào. Vậy trong trận chiến thuộc linh, trong đời sống đức tin của chúng ta thì phe nào với phe nào? Theo quý vị mục sư thì phe nào với phe nào? Vì trước đây khi đọc Thi Thiên á, thì thường thường nghe là ông nhất là ông David, ông viết thì người ta thấy ông sao dữ quá, ông chiến đấu quá mà kẻ ác tấn công ông hoài, ông có nhiều kẻ thù quá, rồi ông cứ là chiến đấu. Ví dụ thì chúng ta thấy rằng ông cũng phải có một trận chiến, và ông David ông là một người kinh nghiệm rất tuyệt vời về với trận chiến này, do đó ông viết nhiều cái Thi Thiên. Cho lâu sáng hôm nay chúng ta phải xác định trong trận chiến này David đang đối diện với ai. Ví dụ, và điểm thứ hai là chúng ta đối diện với ai. Chúng ta là ai? Chúng ta là ai và chúng ta đang đối diện với ai? Đó là cái điều mà chúng ta phải xác định khi chúng ta biết mình ở trong một trận chiến. Nếu không thì chúng ta sẽ bị một kẻ nó đang chế nhạo chúng ta và nó cười chúng ta. Nói chung là xin trả lời. Tôi xin được trả lời. Rồi, mời. Trận chiến chúng ta có ba quỷ, thế gian và chính con người chúng ta. Cái tôi của mình. Và trận chiến của thế gian, mình có thể đuổi thế gian ra, đuổi ma quỷ, nhưng mà cái tôi của chúng ta là điều chúng ta phải đánh trận với nó mỗi giây phút, mỗi ngày, mỗi giờ. Và nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể thắng được. Tại vì cả thế gian đều sống theo cái tôi hết. Chỉ có những người nào thuộc về Đức Chúa Trời và đầu phục với Thánh Linh mới có thể thắng được con người cũ, cái tôi của chúng ta. Ở đây thì nếu đây là có điều mà tôi cũng được học từ nơi Chúa, nếu không xác định được cái đối tượng thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn, thì chúng ta cứ lầm vòng hoài. Do đó bây giờ tôi mượn mấy câu kinh thánh của cái đoạn kinh thánh mà ngài dường như hôm qua phải không, hôm qua thứ năm Thi Thiên 37, Thi Thiên 37 thì chúng ta xác định kẻ ác. Câu này là nói với kẻ ác với người công bình. Như vậy thì người công bình là cái người mà có sự sống thuộc linh. Người kẻ ác là ở đâu ra? Câu này kẻ ác nhiều lắm. Nếu chúng ta coi lại Thi Thiên 37, dường như Rousseau chia sẻ hôm qua,
Thì trong lúc học tôi thấy chữ ác nhiều lắm, kẻ ác nhiều lắm, ghi chữ ác đó, nhưng mà ác, chữ ác ở đâu ra, kẻ ác ở đâu đây? Con người cũ của mình đó. Bây giờ thì để Kinh Thánh trả lời, chúng ta cùng có mở thì thêm 37 đọc lại. Chúng ta chú ý câu 2, câu số 8. Bây giờ nếu chúng ta đọc lại 37 thì chúng ta thấy có 3 lần, có 3 lần là cái thi thiên này nhắc là chớ phiền lòng. Câu thứ nhất, chớ phiền lòng. Rồi câu số 7, chớ phiền lòng. Rồi bây giờ câu cái chữ chớ phiền lòng nó mới ra cái nguyên nhân của cái kẻ ác đây. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc khác. Chúng ta thấy câu số 8 á, hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoãn, chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc khác. Cái việc khác này nó xuất phát từ cái chỗ mà phiền lòng. Ở đây thì đây á, cái kẻ ác mà trong Kinh Thánh mà thường thường mà ông La Viết sử dụng đó là chính là cái con người xác thịt của chúng ta, cái con người xác thịt cũ của chúng ta, chứ không phải là kẻ ác là người ngoài, không phải là những cái chuyện xảy ra bên ngoài chúng ta, mà thật sự là đây một trận chiến thuộc linh, là giữa cái sự sống của người công bình với cái người kẻ ác. Mà kẻ ác này nó xuất phát từ cái ông bản chất cũ của chúng ta. Cái bản chất cũ nó có cơ hội thì nó sẽ phát triển. Mà trong cái thi thiên 37 này cho chúng ta thấy cái nguyên nhân phát triển cái ông ác này ra. Đầu tiên thì chỉ việc ác thôi, nhưng mà việc ác nó trở thành một cái con người làm ác, kẻ làm ác luôn, tức là một cái sự mạnh mẽ, đó là một sự sống động ở trong đời sống riêng tư của chúng ta. Mà cái con người ác này xuất phát từ cái chỗ phiền lòng. Thì chúng ta phiền lòng thì phiền lòng thì thứ nhất là chúng ta thấy phiền lòng nó sanh ra cái gì? Ở câu 1 thì phiền lòng vì ghen tị. Chúng ta giới hạn cái chữ cái ác này ở trong thi thiên 37 thôi để dễ thấy vấn đề. Chúng ta không, nó sẽ rộng hơn nếu mà chúng ta áp dụng vào những thi thiên khác nó cũng vậy thôi. Nhưng mà trong cái giới hạn của thi thiên 37 mà thứ nhất là kẻ ác, cái phiền lòng này đó nó sanh ra chúng ta cái sự ghen tị. Cái sự ghen tị này đó là một khiến chúng ta ghen phiền lòng. Thì cái lý do phiền lòng, cái ghen tị như thế nào thì ông tác giả trình bày trong đó. Rồi thứ hai nữa, cái câu số 7, chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường bình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Đại khái là có những nguyên nhân phiền lòng. Rồi cái lần thứ ba ông David mới khuyên là chớ phiền lòng bởi vì nó sẽ sanh ra việc ác. Việc ác. Thì ở đây chúng ta thường hay sử dụng cái từ gọi là, trong chúng ta nó có nhiều cái linh. Linh, thường chúng ta nghe nói là linh, linh, linh này, linh kia, linh nọ. Thì thật sự ra thì ai, nhất là cô Thảo, cô rành tiếng Anh, tiếng Anh thì nó có chỉ 3 chữ linh ở trong Kinh Thánh. Chữ linh mà viết hoa đó là nói về ngôi ba Đức Chúa Trời. Và chữ Holy Spirit, tức là có chữ Holy đó, thì nói là thánh linh của Chúa ở trong chúng ta. Rồi cái chữ có một chữ Spirit mà viết thường không có viết hoa thì nói là cái tinh thần, hay là nói là trong tiếng Việt, gọi là linh. Thì cái tinh thần đó tức là cái bản chất cũ, tinh thần của bản chất cũ chứ không phải linh của ma quỷ. Ma quỷ nó đã bị rút quyền. Khi chúng ta tiếp nhận sự chết của Đức Chúa Giêsu thì nó không còn quyền trên chúng ta nữa. Nó chỉ tìm cơ hội, nó gây ảnh hưởng. Nó gây ảnh hưởng hay không là nó tạo được cái ông ác này nó xuất hiện. Cái ông mà có chuyện ác, mà ác từ cái lòng chúng ta, nó xuất phát từ tấm lòng chúng ta. Tâm chúng ta nó sản sanh ra. Cái trận chiến thuộc linh ở đây chúng ta có hai đối tượng, đó là cái sự sống công bình, tức là cái sự sống đầu phục Chúa, và cái sự sống xác thịt, nó tranh chiến đó nha. Chứ không phải tranh chiến bên ngoài. Trận chiến ở bên trong chúng ta. Chúng ta nếu chúng ta không để ý thì cái ông linh mà gọi linh, linh mà viết không có hoa đó, cái ông tinh thần á, cái ông linh này á, ông sẽ cơ hội phát triển. Và chúng ta ngộ nhận đó là chúng ta đổ thừa cho anh gọi là ma quỷ.
nhưng mà không phải. Cái anh bản chất tinh thần này là của anh cũ, bản chất cũ của mình. Thì nếu mà quan sát nội dung của 37 thì những câu kinh thánh nó cho chúng ta một cái tia sáng nhỏ để chúng ta xác định được cái cả, đó chính là cái con người cũ chúng ta nó có cơ hội nó sẽ tái xuất hiện. Do đó ông Phi Rơ nhất ông Phi Rơ mới nói rằng gì ma quỷ như sư tử rống đi vòng vòng, nó tìm cớ, có cớ thì nó mới xâm nhập được, mà nó xâm nhập được là cái ông xác thịt này mở ra, chứ không nó không có vô được. Nếu mà không ông xác thịt này không có mở ra cho nó, ma quỷ nó hết 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 cơ hội trong chúng ta nếu mà chúng ta thật sự đầu phục Chúa. Do đó cái lời của Chúa khuyên chúng ta là hãy ở trong cái vị trí công bình. Nhưng mà điều thứ hai mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là cái vấn đề người công bình. Đôi khi chúng ta tự tin quá, chúng ta tự hào quá thì chúng ta cho là người tin Chúa là người công bình. Nhưng mỗi cái thi thiên nhắc tới người công bình thì cái tính chất của người công bình trong cái thi thiên nó thể hiện như thế nào, chúng ta phải đáp ứng đúng như vậy thì mới là người công bình. Ví dụ như trong thi thiên này nói người công bình phải như thế nào thế kia, thì cái đáp ứng chúng ta như thế nào để xứng là cái người công bình, chứ không phải là người tin Chúa, không phải là người có đạo tin lành là người công bình. Người công bình ở trong cái đoạn đó tác giả muốn nói là phải đáp ứng những điều gì thì cái sự sống thuộc linh nó mới có sức mạnh để đắc thắng những kẻ ác được. Thì đó là một cách để mà thấy rằng tại sao mà ông David ông thường hay viết và có những cái trận chiến và đời sống chúng ta từ đây đến khi chúng ta gặp Chúa, cái trận chiến này cái dai dẳng và cái con người cũ chúng ta có cơ hội, nó rình rình có cơ hội để nó xuất hiện. Chúng ta còn nhớ tấm gương của ông Noê, dù ông là người công bình lão đức, ông là người cái bằng được đi với Đức Chúa Trời, nhưng rồi có cái cơ hội là cái con người thân thể xác thịt của ông có cơ hội ở nhà dân xuất hiện như vậy. Thì đó là cái cửa ngõ để cho ma quỷ nó trở lại. Ma quỷ nó trở lại nó mới sử dụng cái ông xác thịt để mà tấn công chúng ta, là hành động. Do đó cái điểm mà quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được chính cái con người trẻ này chính là con người xác thịt cũ của mình. Tâm trí chúng ta, cảm xúc chúng ta, ý chí chúng ta nó một cái thói quen. Mà cái thói quen này nó xuất phát từ cái chỗ mà trước đây nó ở trong cái sự cai trị của trong tội lỗi, nó cai trị tâm trí chúng ta, nó cai trị tình cảm cảm xúc chúng ta, và nó cai trị cả ý chí lương tâm chúng ta nữa. Nó cai trị tâm thần chúng ta, thì tâm thần tức là nói về tinh thần chúng ta, dịch tiếng nếu mà không phải là tôn giáo thì chúng ta gọi là tinh thần. Thì nếu mà nói về trong cái dùng cái từ tôn giáo thì chúng ta nói là nhân linh, là cái tinh thần, tức là cái bản chất cũ của mình nó vẫn còn và nó có cơ hội nó sẽ sống lại nếu như chúng ta để nó ra khỏi cái đường lối công bình. Do mà mỗi thi thiên khi chúng ta đọc thì mỗi thi chúng ta thấy luôn luôn nhắc về chữ chữ công bình, người công bình. Và người công bình nó thì đa số là người công bình nó thường thường là những người kinh nghiệm sự giải cứu. Mà kinh nghiệm sự giải cứu là những người biết mình có bị cái gì và cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giải cứu. Là người công bình luôn luôn là người có tấm lòng thống hối, hiểu biết được. Thì người đó, người công bình tức là người biết được mình bị trói buộc cái gì, biết được mình bị đang bị ràng buộc cái gì mà cầu xin Chúa, khẩn thiết với Chúa thì chúng ta được giải cứu, thì chúng ta là người công bình. Thì mỗi thi thiên đều nhắc cái điểm này. Do đó thì với thời giờ ngắn ngủ buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ cái điều mà Chúa cho chúng ta chú ý khi mà chúng ta học thi thiên 37. Và ngay cả thi thiên 34 hôm trước nữa, có cái vị nào hướng dẫn chúng ta thi thiên học đọc kinh thánh lang thang nhiều chỗ lắm, có ghé cái chỗ thi thiên 34, tôi cũng học được cái điều này. Cái người được giải cứu, cái người biết mình bị cái gì đó, được giải cứu thì đó là người công bình. Thì đây là cái điều mà chia sẻ ngắn gọn sáng hôm nay để chúng ta trao đổi với nhau. Bởi vì đôi khi Satan ngao quỷ nó rất thích nếu chúng ta không biết được cái điều này.
Và khi mà chúng ta đổ thừa cái gì cũng đổ thừa cho nó, nó mừng lắm. Bởi vì cái ông xác thịt vẫn còn. Bởi vì ông xác thịt này nó vẫn tồn tại nếu được hợp như chúng ta không thấy được và chúng ta không có hạ mình thông hô với Chúa để Chúa đem ra khỏi. Khi Chúa đem ra khỏi cái gì của xác thịt thì ma quỷ nó không cơ hội tấn công được. Bởi vì nó chỉ tấn công vô khi nào cái ông xác thịt này mở cửa thôi. Ông xác thịt mà mở cửa thì nó mới hoành hành được. Và ông xác thịt này mà đóng cửa, ông xác thịt này hạ mình với Chúa, ông xác thịt này được giải cứu thì nó không có cách gì nó tấn công được. Và gia tăng nó rất mừng khi chúng ta cứ đổ thừa cho nó. Chúng ta nhầm lẫn cái chỗ này, do đó cái gì cũng đổ thừa, nhưng mà chúng ta quên cái điều đó. Cái bản chất cũ chúng ta vẫn còn tồn tại, trốn ở đâu đó, nó lẩn khuất ở đâu đó, nó núp vào đâu đó, rồi nó có cơ hội thì nó có ta đây, nó xuất hiện rồi. Đó là cái điều mà kẻ ác nó xuất phát từ trong cái tấm lòng của chúng ta. Cái ác đó là kẻ con người cũ, bản chất cũ của chúng ta. Tôi chia sẻ với quý vị mục sư một đôi điều mà tôi học trong lúc nghe Thi Thiên 34-37. Đây là cũng không phải là bài giảng gì, nhưng mà chia sẻ về cái điều mà nhận từ sự dạy dỗ thì mấy Chúa chia sẻ lại cho quý vị mục sư. Quý vị mục sư trao đổi tiếp để coi có cái gì nó sát sủa hơn không. Dạ, cảm ơn mục sư Lê Minh. Cảm ơn sư Minh đã tiếp tục đến với Thi Thiên 37 để chúng ta cũng tiếp tục để thông công trong lời của Chúa. Sáng hôm nay thì Chúa nhắc chúng ta nhớ chúng ta có một trận chiến giữa kẻ ác và người công bình. Điều mà chúng ta học được buổi sáng hôm nay đó là Chúa nhắc nhở chúng ta chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, rồi chớ phiền lòng ở câu số 7. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì những điều mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta buổi sáng. Để chúng ta không phiền lòng thì ở đây Chúa cũng nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Chúng ta phải phó thác đường lối của mình cho Chúa. Chúng ta phải khoái lạc nơi chính mình Chúa. Chúng ta cần phải yên tĩnh trước mặt Chúa. Rất nhiều điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta cần phải đáp ứng lại để chúng ta chiến thắng trong trận chiến giữa con người xác thịt của chúng ta với những con người sống đầu phục Chúa, người con bình của chính Chúa. Kính mời các tôi tớ của Chúa chúng ta tiếp tục để thông công trong lời của Chúa, để chúng ta thấy được những điều chúng ta có thể đắc thắng. Vì cớ ở trong câu 39-40 đó thì Chúa cho chúng ta một cái viễn cảnh rất là tốt đẹp, nhưng sự cứu rỗi người con bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồng lũy của họ trong thời gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giúp giải cứu họ. Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Cảm ơn Chúa vì khi chúng ta đáp ứng lại với những điều giống như vua David đã đáp ứng, thì ông đã kinh nghiệm được sự giúp đỡ, sự giải cứu, và ông đã kinh nghiệm một điều rất là kỳ diệu, đó là ông đã được giải cứu được khỏi kẻ ác và ông đã cứu rỗi khỏi những điều đó, giải cứu khỏi điều đó. Vì cớ ông luôn trông cậy nương náu mình ở nơi chính Đức Chúa Trời của ông. Kính mời quý tôi tớ của Chúa ạ. Xin quý đệ tử Chúa, chúng ta cùng xem ở trong Roma đoạn 7. Roma đoạn 7 từ câu 14 đến câu 25. Ở đây nói cho chúng ta biết về chiến trận
mà mỗi chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta phải đối diện. Đây là và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là cảnh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình không muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này ở trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo con người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm nghịch đồng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình. Mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Chính Phaolô ông bày tỏ về cái trận chiến này rất là rõ ràng cho chúng ta. Và trước đó thì ông đã thấy rằng cuộc đời trong đoạn 6 thì ông ấy tín đồ đã chết với Đức Chúa Giêsu Christ, đặng lại sanh ra đời mới. Mỗi một chúng ta bước đi với Chúa với phép báp têm, đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa. Nhưng rồi sau đó trong cuộc đời tiếp tục chúng ta bước đi với Chúa, có một trận chiến chúng ta phải luôn đối diện, là con người cũ chúng ta muốn trỗi dậy, và con người mới chúng ta thì Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở. Và chúng ta ở giữa một trận chiến luôn luôn, chúng ta vâng phục Chúa hay chiều theo tánh xác thịt chúng ta. Trong đoạn 6 thì ông đã nói về sự thắng của cơ đốc nhân bởi sự đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Đấng Christ. Nhưng ở đây trong đoạn 7, ông nói về trận chiến. Và trận chiến này là con người cũ của chúng ta và con người mới. Vì theo người bề trong, theo con người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có luật khác giao chiến với luật trong trí mình. Mình phải làm phu tù cho luật của tội. Đó là một cái luật ở trong con người cũ chúng ta. Và nếu không có sự sống mới của Đấng Christ, chúng ta cũng giống như người thế gian thôi. Nhưng chính nhờ sự sống mới của Chúa mà mỗi ngày nếu chúng ta nuôi con người mới bằng lời Chúa, bằng sự cầu nguyện, bằng sự đầu phục Chúa, thì chúng ta thắng hơn xác thịt. Nếu chúng ta không có lời Chúa, không có sự tương giao với Chúa, và dành thì giờ cho những điều thuộc về thế giới này, thì con người xác thịt chúng ta nó sẽ mạnh mẽ hơn. Vì vậy mà Phaolô ông phải nói rằng tôi chết hàng ngày. Ông không thể lấy cái cuộc chiến ngày hôm qua để áp dụng trong ngày hôm nay. Alo, ông nói rằng tôi chết hôm nay. Đó là điều mỗi chúng ta phải trải qua đang khi bước đi theo Chúa. Vậy nên tôi nghĩ
mỗi ngày đi trong ánh sáng lời Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rõ chính mình hơn về mọi điều Thánh Linh nói là con người xác định có bản tánh nào, con người Thánh Linh thuộc linh có những bản tánh nào. Lời Chúa chính xác. Bởi sự vui giúp của Chúa thì Chúa nói rồi, ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chúng ta phải gắn kết với Chúa như nhánh nho gắn chặt nó. Có những lúc chúng ta cảm biết có những ác linh, tà linh hành động thì chúng ta phải đánh cho nó, rồi cầu nguyện để giải cứu những kẻ đang xiên xích mà chưa tự thắng được cuộc chiến mà Phaolô nói em đã thấy ở trong và hiện nay vẫn còn thấy trong. Cảm ơn sư Thảo đã cho chúng ta thấy được một điều rất rõ ràng nữa qua Roma đoạn 7 từ câu 14 câu 25. Chúng ta đang ở trong một trận chiến giữa con người xác thịt với trận chiến của con người công bình đầu phục ý muốn của chính Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì mặc dù như vậy, ở đoạn 8 thì chúng ta thấy rằng chính nếu chúng ta đầu phục Chúa mỗi một ngày với lời của chính Chúa thì ở trong đoạn 8 thì câu 1, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Đức Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có lời của Chúa, có Thánh Linh của chính Chúa. Luật của Thánh Linh thì buông tha chúng ta khỏi luật của sự tội và sự chết. Cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài. Kính mời quý tử tớ Chúa chúng ta tiếp tục. Tôi xin đọc trong đoạn 8, Roma đoạn 8. Đây là thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Đây là chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta tin Chúa là chúng ta được ăn năn, chúng ta tin Chúa, chúng ta được đề vị làm con của Đức Chúa Trời, con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được đề vị trong sự công bình. Công bình của Chúa không phải là công bình của chúng ta nhờ ân điển mà với đức tin thì chúng ta được công bình. Mà chúng ta không có dừng ở đó, chúng ta phải bước đi. Bước đi đó, bước đi theo sự công bình của Ngài, thánh khiết của Ngài, đến ngày mà chúng ta gặp Ngài mỗi ngày. Đó là chúng ta nhờ Thánh Linh, chúng ta nhờ lời Chúa. Như một sư minh này chia sẻ, tôi hỏi Chúa, Chúa nhắc nhở mau lắm ở trong lòng. Đây là chúng ta nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của xác thịt. Bản ngã không phải là bản ngã của người khác, mà bản ngã chính mình. Mỗi ngày con người cũ của chính mình. Xin Thánh Linh của Chúa là quyền năng của Chúa, lời của Chúa. Rồi thứ hai nữa là Chúa dạy dỗ tôi trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu câu 27. Câu 17. 17 câu 17. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thật, lời Cha tức là lẽ thật, lời Chúa. Thánh Linh và lời của Chúa. Xin Thánh Linh làm cho chết công việc của xác thịt của mình thì chúng ta sẽ sống. Nếu mà chúng ta cứ bước đi theo xác thịt, theo chiều con người cũ như một sư Thảo hồi nãy, nếu mà chúng ta nuôi dưỡng con người cũ của chúng ta theo tư tưởng của thế gian, theo sự ước muốn của xác thịt của chúng ta, thì chúng ta chọn gieo nào thì gặt nấy thôi.
Chúng ta gieo thánh linh, chúng ta gặt thánh linh. Chúng ta gieo thánh linh là như thế nào? Chúng ta trong Colosse đó là chúng ta ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Ông Paulo nói là bắt thân thể tôi, bắt thân thể tôi đó là phải phục, vâng phục đó là không có ai bắt. Chúng ta phải bắt cảm xúc của chúng ta, bắt con người chúng ta vâng phục, chính chúng ta bắt như vậy, chính nhờ thánh linh giúp đỡ chúng ta thì chúng ta sống và chúng ta bình an mỗi ngày. Vì cơ ấy là như tôi là khát khao về Chúa, không đủ, ngày nào đủ cho ngày nấy thôi, giây phút nào thì đủ cho giây phút nay thôi. Đến ngày mà chúng ta gặp Chúa đó là hoàn toàn rồi, thế đó là con người hoàn toàn. Còn bây giờ con người vừa xác thịt, vừa con người cũ và vừa con người mới. Nếu mà chúng ta theo chiều theo con người cũ thì chúng ta sẽ gặt lấy con người cũ. Chúng ta bước theo con người mới theo thánh linh thì chúng ta sẽ nhận từ thánh linh là sự sống, sự bình an, sự vui mừng, sự đắc thắng. Xin góp phần chia sẻ những mà mục sư Minh hỏi, Chúa nhắc nhở thôi là Kinh Thánh là trả lời Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Chúng ta lại thấy một cái nữa. Đó là ta đang sống ở trên đất này. Mặc dù chúng ta đã là con cái của chính Chúa, chúng ta phải có cái sự chọn lựa. Một là chọn lựa làm theo ý muốn Chúa, đầu phục Chúa. Hai là chúng ta chọn lựa theo cái bản ngã xác thịt của chúng ta. Vì nếu chúng ta chăm về thánh linh thì chúng ta sẽ gặt lấy thánh linh. Chăm về xác thịt thì chúng ta sẽ gặt lấy sự chết, sự hư mất. Và chúng ta có thể thắng hơn. Ở trong văn đoạn 17 cho chúng ta biết rằng lời cha tức là lẽ thật. Lẽ thật thì sẽ khiến chúng ta nên thánh. Vì lời cha tức là lẽ thật. Phải. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn sự yên. Kính mời quý tử tế Chúa. Tôi cảm ơn Chúa, chúng xin cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay Chúa cho tôi nhìn thấy cái sự trận chiến thuộc linh trong đời sống của mỗi người chúng ta trong sự kêu gọi. Chúng ta tiếp tục nữa thì tất cả những sự sinh hoạt của chúng ta hàng ngày từ trong gia đình cũng như hội thánh cũng như xã hội, mỗi ngày đều có nan đề. Mình tiếp tục sống trong xác thịt, có những lúc yếu đuối, có những lúc mạnh mẽ. Nhưng lời của Chúa buổi sáng ban cho tôi có cái sự tỉnh thức và mới mẻ trong lời của chính mình Ngài. Đó là nhìn lại kẻ thù nghịch của mình là ai mà mỗi ngày mình vẫn còn có sự phiền lòng, có sự bực bội, có những điều mà mình không thể giải quyết được, giống như có một điều gì đó nó cột trói mình. Thì buổi sáng hôm nay lời của Chúa đánh thức và dạy dỗ tôi từ nơi mục sư Minh chia sẻ làm sao để mình không bị phiền lòng nữa với những gì mà còn sống trong xác thịt yếu đuối của mình. Đó là cái sự phiền lòng tôi nhìn lại, nghe lời của Chúa ngày hôm qua với nay, suy gẫm cuộc đời của mình trải qua, cũng như sự làm chứng ngày hôm qua. Đó là tôi vẫn còn sống tiếp tục ngày hôm nay và tôi vẫn còn tiếp tục có sự phiền lòng. Thì trong Thi Thiên, lời của Chúa Thi Thiên 37 nhắc lại cho tôi thấy rằng cái sự phiền lòng đó nó có ba lần. Đó là sự phiền lòng với kẻ dữ và sự phiền lòng trong câu thứ nhất Chúa nói là chớ phiền lòng với kẻ dữ
Câu 7 nữa, chớ phiền lòng nhìn thấy cái sự may mắn của người khác. Và câu 8, chú nói chớ phiền lòng và hoảng sợ với nếu mà hoảng sợ giận dữ thì sẽ làm cho mình có ý nghĩ hoặc là có hành động gây ra sự ác, thì chú nói là không nên phiền lòng. Thì có ba phần mà tôi nhận thấy chiến trận thuộc linh cho ta, cho tôi không có phiền lòng, đó là Satan, kẻ thù nghịch mình là Satan, và xác thịt đó, và xác thịt của mình không có thể nào chống chọi được. Thì cảm ơn Chúa, lời của Chúa cho tôi thức tỉnh, đó là cái sự trông cậy trong câu 3, là trông cậy Chúa, đọc chỉ phần A thôi, hãy trông cậy Chúa. Câu 4 là phải khoái lạc những gì mà Chúa ban cho, phải có sự vui mừng mỗi ngày. Và câu thứ 5 là hãy phó thác tất cả những sự phiền lòng mình cho Chúa. Và câu thứ 6 là hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức. Câu thứ 7 là hãy yên lặng trước mặt Chúa. Thì làm sao đời sống của tôi thấy những câu kinh thánh này, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6, câu 7 trong Thi Thiên 34 này, thì tôi làm được trong sự trông cậy, thì Chúa sẽ cất cái sự phiền lòng tôi trong cái thời kỳ này. Sống không được đi đâu, ở đây cũng bị cách ly và cũng không được sinh hoạt như hồi xưa, không làm gì, nhưng cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, đó là chương trình tốt đẹp của Ngài dành cho mỗi người chúng ta cũng như chính mình tôi ở tại đây. Ông Paulo ông nói rất đúng, là cuộc chiến thuộc linh đó là chỉ xác thịt, và Satan nó có cơ hội nếu chúng ta không có lời của Chúa, không có Chúa, không có tình thương của Chúa trong đức tin, trong sự trông cậy và giao phó, giao thác tất cả những gì đời sống phiền lòng của mình hiện tại, thì Chúa lại đứng giải phóng và bảo vệ mình trong đời sống, thay đổi rồi thay đổi tiếp, gì đời xác thịt của mình không có tự làm gì được cả. Mình muốn cái gì cũng tốt, mình muốn cái gì cũng được thành công, nhưng mà bởi xác thịt, bởi ý nghĩ, lời nói và sự hành động của mình, nếu mà mình cứ phiền lòng, không có sự trông cậy phó thác cho Chúa, thì xác thịt của mình vẫn tiếp tục trong cái đời sống cũ của mình. Đó là lời của Chúa buổi sáng nay cho tôi thấy rõ, đó là chỉ nhờ Đức Thánh Linh phù giúp trong sự trông cậy để thay đổi đời sống của chính mình, để có một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa, thì cái sự phiền lòng đó Chúa sẽ cất, Chúa sẽ giải thoát cho mình. Chúa là đứng làm những công việc này vừa giúp mình, chứ mình không có tự làm được bởi đức tin, và Chúa sẽ ban cho mình có một đời sống trước mặt Chúa mỗi ngày, trọn một ngày được sự bảo vệ và bình an, có sự vui mừng và cảm tạ Chúa buổi sáng nay. Cảm ơn Chúa, tôi được sự thăm viếng. Dạ, tạ ơn Chúa. Rồi kính mời quý tử tế Chúa, chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta cũng có thể tiếp tục nữa trong thông công lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng mời mục sư Lê Minh Đức nằm ở mít. Dạ, chủ đề về chiến trận thuộc linh và làm sao mà giữ được cái tâm linh của mình, thì đó là một trong những cái nó gần như xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Từ khi Adam, Eva thì chúng ta nhìn thấy rằng đã là một sự chiến trận rồi. Chiến trận bởi lời Đức Chúa Trời và sự dụ dỗ của quyền của tối tăm. Điều đáng tiếc là Eva và Adam đã nhận lấy cái lời của Satan nhiều hơn là lời hứa và lời cảnh báo của Đức Chúa Trời. Nên từ đó con người ở trong cái sự chiến trận một cách liên tục. Và chúng ta nhìn thấy được rằng tôi nói tại sao là nó cả Kinh Thánh là như vậy. Rồi trong Khải Huyền thì phần thưởng chỉ dành cho người thắng. Kinh Thánh không có ghi rằng kẻ nào tin. Chúng ta lưu ý điều đó. Ở trong tất cả những thư tín, ở trong những Khải Huyền gửi cho các thư tín, ở trong Kinh Thánh không ghi là kẻ nào tin sẽ nhận được phần thưởng. Kẻ nào tin sẽ ngồi bên ngài ta không? Kẻ nào thắng? Chiến trận, đó là một chiến trận. Chúng ta phải lưu ý như vậy. Nó không phải là tin mà là thắng.
chỉ dành cho người thắng. Và khi mà sử dụng từ thắng thì nó là chiến trận, chứ nó không phải là cái việc tin như là một cái tôn giáo, như là một cái vấn đề bình thường. Và đó lý do mà tại sao chúng ta nhìn thấy rằng đây là một cái chủ đề mang tính xuyên suốt. Và từng hồi từng lúc chúng ta nhìn thấy rằng lời Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Như hồi nãy Mục sư Minh có nói là chúng ta đang ở trong một cái chiến trận mà ở đó thì cái điều đầu tiên đó là các chủ quyền thế giới này, như ở trong Ephesians đoạn 6 câu 12 đó. Vì chúng ta chiến trận chẳng phải cùng thịt và huyết, cùng chủ quyền, cùng các thần dữ. Cái linh ở một số nơi khác thì ghi là cái linh của sự gian ác hay là thần gian ác. Và như vậy đó là một cái chiến trận đầu tiên mà chúng ta đối diện đối với quyền của sự tối tăm. Và ở trong chiến trận đó thì quyền tối tăm thì nó hiểu rõ cái con người, cái bản chất. Và vì nó là Lucifer, nó chỉ là dưới Chúa chúng ta thôi. Và nên đó lý do mà tại sao trong chiến trận này thường thường nó sử dụng rất là nhiều cái chiêu trò để nó tấn công con người chúng ta. Và một trong những sự cản trở rất là nhiều, chúng ta nhìn thấy rằng ở trong hồi nãy Mục sư Thảo cũng có cho chúng ta về ở trong Roma đoạn 7 đó. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng ở trong Roma đoạn 7 câu 14, câu 15 thì nó mang tính nó mang những từ ngữ thần học nhiều hơn. Nhưng mà tôi muốn đọc cho quý vị xem ở trong Gia Cơ đoạn 4 thì cái từ ngữ nó dễ hiểu hơn về cái chiến trận này. Ở Gia Cơ đoạn 4 từ câu 1 cho đến hết câu số 10. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đế? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn đang tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được chi hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi. Vì không cầu xin, anh em cầu xin vì không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết rằng làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến trong lòng chúng ta ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài là ban ơn lớn hơn. Vì vậy Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lo tới mình. Có hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Đây là phần đọc Kinh Thánh mà nó nói luôn cả ba kẻ thù của chúng ta gói trong đây. Kẻ thù của ma quỷ ở trong câu 7, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lãnh xa anh em. Kẻ thù là chính con người xác thịt của mình ở trong câu 1. Những điều tranh cạnh anh em ở đâu mà đến? Há chẳng phải bởi tình dục anh em đang tranh chiến trong anh em sao? Kẻ thù của chúng ta đó là thế gian. Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì kẻ đó trở nên thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa là trong đối diện với cả ba kẻ thù này thì chúng ta nhìn thấy có lời hứa của Chúa, đó là Chúa nói rằng Ngài ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Ơn hay là ân điển, ơn hay là cái sự ban cho những cái ân tứ của Chúa trên mọi chúng ta. Từ ơn ở trong tiếng Anh thì gift nó cũng là một món quà, cũng có thể là một cái ân tứ của Chúa trên mọi chúng ta. Chúa trao chúng ta, Chúa không có để chúng ta bơ vơ. Chúa không phải là một người chủ, người thầy vô trách nhiệm, nhưng mà đang khi Chúa đưa chúng ta vào trong chiến trận và cũng trao chúng ta những khí giới để chiến trận. Như ở trong đoạn 6, Ephesians 6, câu 12 đó, thì chúng ta nhìn thấy rằng Chúa trao chúng ta những cái khí cụ hay những khí giới của chiến trận. Tôi tin rằng chúng ta đang mỗi sáng ngồi lại với nhau để cầu nguyện, đó là lúc mà chúng ta được nhắc nhở nhau để sửa lại những cái khí giới của mình. Lời Chúa đó là lẽ thật, đó là gươm hai lưỡi. Rồi chúng ta trang bị ở trong sự cầu nguyện thương với nhau. Và đó là cái vũ khí mà chúng ta đang có và đang trang bị trong buổi sáng, mỗi sáng. Và chúng ta cầu nguyện để Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Và như ở trong câu số 5 đó, Thánh Linh đến và đụng chạm thăm viếng và cái trị trên mọi chúng ta qua quyền năng của Chúa Jesus Christ. Và cái điều mà chúng ta giữ cho đời sống chúng ta để luôn luôn kinh nghiệm được cái
cái năng quyền của Chúa, đó là liên tục ở trong cái mối thông công với chính mình. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần. Đang khi chúng ta đến gần Chúa thì Ngài sẽ đến gần. Và đó cái chính trong cái sự thông công giống như là cái cành nho liền gốc, và chúng ta nhận được sự sống từ đó. Nó giống như là đấng Thánh Linh, như sự sống Thánh Linh của Chúa trong chúng ta. Và chúng ta mỗi ngày tra xét đời sống mình. Hỡi cái có tàu, hãy lau tâm mình có hay lòng, hãy làm sạch lòng mình đi. Hãy đau thương có lắm, hãy đổi cười ra khóc, để vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống với mặt Chúa, Ngài sẽ nhắc em lên. Và đó là cái chính cảnh đang khi chúng ta có sự hạ mình thấp nhất, trong cái sự nương cậy nơi Chúa. Nó không phải là một cái tiêu cực, nó không phải là một sự bất lực, nhưng mà hạ mình để ở trong cái quyền năng của chính mình Chúa, để Chúa có thể thi hành quyền năng của Chúa ở trên mọi chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy được rằng đang khi chúng ta chiến trận với lại thế gian này, thì chúng ta cũng ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 10, thì Kinh Thánh cũng ở trong đoạn 10 câu 4, Côrintô nhì đoạn 10 câu 4 cũng ghi rằng, và những khí giới, ở trong câu 3, câu 4 rõ hơn, vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồng lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em chịu lụy rồi. Và như vậy chúng ta nhìn thấy được rằng đang khi chúng ta ở trong một chiến trận, thì chiến trận với thế giới, chiến trận với thế gian, nó có thể là sự cám dỗ, nó có sự là ham muốn, tham dục, ham muốn về quyền lực, ham muốn về tiền bạc. Và đó lý do mà tại sao ở trong trận chiến, ở trong đoạn 6 câu, ở trong đoạn Ephesos đoạn 6 đó, thì Chúa cũng nhắc nhở rằng chúng ta đang khi sống giữa thế giới đó, giữ mình không tì, không vít, không chi, giống như vậy, và chiếu sáng như đuốc ở trên thế giới. Và đó là cái trận chiến mà chúng ta ao ước rằng chúng ta giữ đời sống chúng ta ở trong ân điển của Chúa. Và trong trận chiến đó thì với chúng ta là những người hướng dẫn thuộc linh, thì chúng ta cũng chống chọi lại với những cái tà giáo, những cái tà giáo hoặc những cái triết lý chống lại lời Đức Chúa Trời, chống lại Thánh của Chúa. Mà hồi nãy tôi vừa đọc ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 10 câu 4 đó, những khí giới mà chúng tôi chiến tranh chẳng phải thuộc về đâu, bèn là quyền năng Đức Chúa Trời để sức mạnh đạp đổ đồng lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ những cái lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự biết Đức Chúa Trời. Và như vậy thì những cái lý luận nào, những cái điều gì mà nó tấn công hội thánh của Chúa? Và chúng ta nhìn thấy rằng những cái triết lý, rất là nhiều triết lý họ đặt hội thánh, họ đặt cái tôn giáo giống như Mác Lê nói rằng tôn giáo là thuốc phiện. Và đó là lý do mà tất cả các nước trong xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, trước đây là nước Nga, là chống Chúa là như vậy. Tại cái triết lý của họ xem là tôn giáo là thuốc phiện, và họ xem là nó như một sự ru ngủ. Và đó là một cái triết lý mà nó nghịch lại với lại lời Đức Chúa Trời. Chúng ta dĩ nhiên ở trong hội thánh thì không phải là một tôn giáo, không phải là một tôn giáo mà nó cả hơn cả một tôn giáo. Vì tôn giáo nó chỉ tôn là cao, giáo là dạy, tôn giáo là dạy người ta một cái gì đó nó cao siêu. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ, Ngài là đường đi, là chân lý và là sự sống. Ngài không phải là tôn giáo, nhưng mà Ngài là Ngài dẫn chúng ta đến trong quyền năng của Ngài. Tôn giáo nó chỉ là bản đồ, Chúa Giêsu là người dẫn đường. Và Ngài đến để nói finish xong rồi tại thập tự giá, để trao cái thẩm quyền, cái uy quyền, cái thẩm quyền đó cho mọi chúng ta. Ngài nói rằng hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, hãy đi ra. Và đang khi chúng ta ra đi để chiến cự lại quyền của tâm, và đó là cái mạng lệnh, và đó là cái thẩm quyền, đó là cái sự chuyển giao của Chúa qua thập tự giá. Và đã như hồi nãy mục sư Thảo có đọc ở trong Roma đoạn 7, thì ở trong đoạn 8 câu 1 câu 2, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Christ, vì luật pháp Thánh Linh sự sống buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Và như vậy thì chúng ta bởi sự chết của Jesus Christ, bởi sự năng quyền, bởi sự chuyển giao của Chúa và bởi năng quyền Thánh Linh của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ thắng được cái trận chiến này, vì chúng ta không phải đối diện với một mình,
Và ở trong nước thiên đàng thì không có lính kiển đâu đó. Thật rất vui. Nước thiên đàng không có lính kiển, có nghĩa là người tin mà chưa bao giờ chiến trận vào trong thiên đàng. Chúa không muốn như vậy. Nhưng mà Chúa muốn rằng mỗi chúng ta có một cái là lính thật, là những chiến trận, những chiến sĩ thật để chiến trận ở trên đất này thật. Để khi mà chúng ta gặp Chúa thì Ngài nói chúng ta rằng hỡi những đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm, hãy vào nhận phần thưởng. Ngài nói với chúng ta rằng hỡi kẻ nào thắng, hỡi kẻ nào thắng, hỡi kẻ nào thắng, hãy nhận phần thưởng mà ta dành ban cho người. Và ước rằng điều đó sẽ đến trên quý vị và chính mình tôi trong sự trung tín cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn sư Lê Minh Đức đã tóm lại những điều mà chúng ta đã học được buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta học được rất là nhiều điều Chúa dạy về cái trận chiến thuộc linh của mỗi một chúng ta. Nhưng trong chúng ta lại càng sáng tỏ hơn ở tất cả các tôi tớ của Chúa đã có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh của Ngài để làm sao chúng ta vượt thắng hơn cái trận chiến này. Và trận chiến mà sáng hôm nay thì Chúa nhắc cho chúng ta đó là chớ phiền lòng. Chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, hay là đừng bất bình, đừng canh tức, đừng nổi giận, rồi đừng bực tức về những điều những điều mà chúng ta có thể nhìn xung quanh của chúng ta. Tại vì tất cả những điều này chỉ là điều đem lại cái sự ác cho chúng ta, gây ra sự ác cho chúng ta. Và nếu chúng ta phiền lòng vì những điều mà Chúa nhắc buổi sáng hôm nay, để chúng ta thấy có thể những người gian ác họ vơ vét, họ có những của cải nhiều ở trong thế gian này, có thể là chỉ trọn một đời trọn của họ thôi. Nhưng mà khi chúng ta đạt lòng tin của chúng ta tin cậy nơi chính Chúa của chúng ta, thì chúng ta lại có được sự sống đời đời, tồn tại mãi mãi ở trên đời sống của mỗi một chúng ta. Nên chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì những điều mà chúng ta phiền lòng, những điều mà chúng ta ganh tị đó thì chỉ gây ra điều ác cho mỗi một chúng ta thôi, sản sinh ra điều ác ở trong mỗi một chúng ta. Nên buổi sáng hôm nay thì Chúa lại nhắc cho chúng ta thì chúng ta cần phải trọng lựa để chúng ta chăm về Thánh Linh, để chúng ta có được sự sống của chính Chúa. Và chính lẽ thật của chính Chúa, Thánh Linh của Chúa làm cho chúng ta có thể nên thánh, vì chính lời của Chúa là lẽ thật. Và chúng ta luôn luôn tin cậy nơi lời Chúa, nơi chính Chúa, và chúng ta ẩn nấp nơi lời của chính mình Ngài. Chúng ta cảm tạ ơn Ngài. Tất cả những điều mà chúng ta đã học được từ các tôi tớ của Chúa buổi sáng hôm nay rất ít lời. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta có rất nhiều điều Chúa nhắc nhở. Mỗi một chúng ta cần phải đáp ứng đó là chúng ta luôn luôn tin cậy nơi chính mình Chúa, tin cậy nơi lời của Ngài, ở trong lời của chính Chúa. Vì Chúa Giêsu cũng có phán hứa với mỗi ta rằng ai ở trong ta và lời ta ở trong người đó thì mọi điều người đó cầu xin sẽ được thành. Chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta để thì giờ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Một ngày không xa, Giêsu sẽ trở lại, hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời. Tiếng trời vang lên kèn vua thanh liên hồi, hồi ngộ tại không trung ngài dẫn con về nhà.